Xin chào các bạn đã trở lại với chuyên mục Camera Tinh Tế. Các bạn thấy đây, một thương binh bị gãy rạn ngón tay út, nhưng mà chiếc D750 rất là mới ra ở Photokina và đã về Việt Nam trong vòng một tuần, làm cho tôi không thể kiềm chế được, phải kiếm ngay được một chiếc và đập hộp chỉ cho các bạn xem. Cái ngón tay của nó, của tôi, nó bị đau một chút, tuy nhiên cái ngón trỏ thì vẫn hoạt động tốt và cái miệng vẫn hoàn toàn lành lặn, và đó là lý do mà không thể kiềm chế được việc đập hộp chiếc D750 Nikon. Các bạn có thể thấy ngay ở đây. Nikon gần đây, công ty Vic đã rất là hảo ý với những cái cuốn hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, làm cho trải nghiệm nhiếp ảnh của chúng ta trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cũng như là các những chiếc máy khác trong thân máy, trong hộp thì có những cái thiết bị tùy theo, như là dây đeo, cục pin, tất cả các cái cáp nối. Và cái điều quan trọng nhất ở đây đó là chiếc máy mà tôi sẽ làm cho rất là thơm. Các bạn thấy không? Không thể nào kiềm chế được. Như là tôi phải rất là nhẹ tay đối với cái chiếc tay sưng này của tôi, và là cho các bạn thấy một chiếc máy D750 đứng bên cạnh chiếc D810 và D610. Như các bạn thấy đấy, 810, 750, 610. Về mặt bề ngoài, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là chiếc D750 rất là giống chiếc 610 về ngoại hình, đặc biệt là ngoại hình về phía trước. Và nó thậm chí là trọng lượng nó nhẹ hơn, tới nhẹ hơn 5 gram. Không đáng kể nhưng rõ ràng là nhẹ hơn, và Nikon đã cho rằng là nó được sử dụng với những cái chất liệu tốt hơn và dùng nhiều hợp kim để cho nó có thể tiết giảm được trọng lượng. Tuy nhiên phần trong thân máy của chiếc D750 thì rất là giống với các cái tính năng nâng cao của chiếc D810, thậm chí nó là chiếc D4S. Đó là một cái có thể tùy người, nhưng mà riêng bản thân tôi cho rằng đây là một cái cải tiến rất là thú vị, khi mà chúng ta có một cái sức mạnh rất là mạnh của những cái thân máy Pro, nhưng mà lại trong trọng lượng rất là chấp nhận được nếu như chúng ta sử dụng máy cầm trên tay với một thời gian khá dài. Và bây giờ chúng ta sẽ coi chi tiết những gì chiếc D750 có thể mang lại cho chúng ta. Như các bạn thấy đấy, chiếc D750 trông rất là giống chiếc D610, và chúng chia sẻ chung một chiếc cảm quang 24.3 megapixel CMOS. Tôi cho rằng là với kích thước của 24.3 là một cái độ phân giải rất là hợp lý. Riêng bản thân tôi sử dụng chiếc D800 với 36 megapixel, nó hơi vượt quá cái nhu cầu thông dụng của tôi, và cái file nó rất là nặng, trong khi tôi cho rằng là chiếc D610 với chiếc D750 với 24.3 là rất là phù hợp. Tuy nhiên, chiếc D750 nó hơn hẳn chiếc D610 ở chỗ là nó sử dụng cái hệ thống lấy nét autofocus system, sử dụng chung hệ thống của D810 và D4S, thậm chí nó còn hiện đại hơn, có thể lấy nét được tới độ tối trừ 3 EV, nó sử dụng cái chip multicam 350 đời 2, trong khi chiếc D810 chỉ sử dụng chiếc multicam 3500, và như vậy thì có thể làm sửng sốt rất là nhiều người sử dụng những cái chiếc máy có thể gọi là Pro hơn. Chiếc D750 này cũng sử dụng cái hệ thống đo sáng rất là tiên tiến của D810 với 91.000 điểm RGB, có nghĩa là nó sẽ đo sáng và lấy nét D4S cũng như là chiếc D810. Về cái cửa chập thì nó được đánh giá là 150.000
shot chụp, trong khi chiếc D810 là 200.000 shot chụp, có nghĩa là nó có cái độ bền thì không bằng. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là cái cửa chập thì hoàn toàn mình có thể thay được, với tốc độ chụp tối đa có thể lên tới 1/4.000 giây, so với cả D810 thì được là 1/8.000 giây, có nghĩa là nó hơi thua thiệt hơn một chút xíu so với chiếc D810. Chiếc D750 sử dụng hai khe cắm thẻ SD, nó giống như chiếc 610 hay là 7100, sử dụng hai khe thẻ SD thay vì một khe thẻ SD và một khe CF như là chiếc D810. Có hai điểm cực kỳ thú vị riêng đối với bản thân tôi, đó là chiếc máy có Wi-Fi là một tính năng rất là hữu ích khi mà chúng ta có thể chia sẻ file. Trong cái thời đại thông tin, chúng ta có thể chia sẻ file rất là nhanh qua smartphone hay là qua máy tính bảng. Một cái đặc điểm nữa rất là thú vị, nếu như bạn nào mà quay phim cũng như là chụp ảnh đường phố, có thể quay chụp ở những cái góc từ trên xuống hay là từ dưới lên, rất là thuận tiện. Chiếc D750 có thể chụp độ liên tiếp nhanh là 6,5 khung hình trên một giây, có nghĩa là nó nhanh hơn khá tương đối so với chiếc D810 là 5 khung hình một giây, hay là nhanh hơn một chút xíu so với chiếc D610 là 6 khung hình một giây. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái cục pin thay vì nằm dọc như là chiếc 610 đã xoay ra làm ngang, và với một cái tư thế nằm ngang này thì nó làm cho cái tay nắm, riêng bản thân tôi cho rằng tôi có một cái tay nắm sâu và cầm hơi thoải mái hơn. Dĩ nhiên cái này là tùy người thôi, nhưng mà thoải mái hơn, tôi cảm thấy hơi thoải mái hơn so với chiếc D610. Đấy là một cải tiến tương đối là thú vị với những người có thể sử dụng máy trong một cái thời gian tương đối dài. Các bạn có thể thấy các cái cổng kết nối có thể chống chịu được thời tiết, đương nhiên là thời tiết nhỏ thôi, chứ không nếu chúng ta thả xuống nước thì không có máy nào chịu nổi. Tuy nhiên nếu mà bắn nước nhẹ nhàng thì có thể sẽ chịu được. Các cái menu layout chúng ta có thể thấy nó rất là giống chiếc D610, mà khi coi hình ảnh chi tiết ở đây các bạn có thể sẽ thấy so sánh. Đương nhiên nó sẽ thêm cái nút info ở đây, giống như là chiếc D810. Như các bạn thấy đấy, chiếc D750 mới là chiếc thứ 5 trong tổng cộng 5 chiếc full frame hiện hành của Nikon hiện giờ. Chúng ta thấy rằng là 5 chiếc là so với Canon là tương đối là nhiều. Điều đấy chứng tỏ rằng có vẻ như chiến lược của Nikon là nhắm vào máy full frame cũng như ống full frame là chủ yếu. Chúng ta thấy rằng có chiếc D610, chiếc mới D750, chiếc D810, chiếc đầu bảng D4S và một chiếc tương đối kỳ lạ, đó là chiếc Nikon DF. 5 chiếc mang lại cho người dùng rất là nhiều các cái lựa chọn khác nhau. Riêng cá nhân tôi cảm thấy rất là hào hứng với chiếc D750 mới này. Là vì sao? Vì nó hội tụ được tương đối nhiều những cái điểm mà tôi ưa thích. Điểm thứ nhất, nó mang lại cái chất lượng hình, mang lại cái khả năng đo sáng và lấy nét hoàn toàn chuyên nghiệp tương đương với hai chiếc cao hơn. Đồng thời nó lại có cái thân hình tương đối là nhỏ bé vừa vặn với tầm giá vừa phải. Có những cái tính năng tôi cho rằng vui vẻ như là wifi và màn hình lật, và như vậy thì nó sẽ mang lại cho một cái phân khúc rất là lớn những cái người muốn full frame Nikon có thể có được một cái đồ chơi rất là hữu ích, mang cả tính chuyên nghiệp, mang cả những cái tính sự thoải mái nhất cho người dùng. Trong cái bài sau tôi sẽ đưa cho các bạn xem một vài cái hình chụp thử từ chiếc D750, bởi vì tôi không thể nào mà chờ được nữa, và cái tôi sẽ phải chụp trước khi cái tay tôi nó lành trở lại, và điều đấy thì chắc chắn nó sẽ làm cho cái sức khỏe của tôi nó sẽ lên hơn rất là nhiều so với trước. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới.